Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự hôm nay thứ năm, ngày mùng 7 tháng 1 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên với những nội dung chính sau đây. Đồng chí Đỗ Tiến sĩ, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, tiếp lãnh đạo tập đoàn Viễn thông Quân đội Việt Theo. Xã Xuân Quan nhiều hộ gia đình thu nhập hàng tỷ đồng từ trồng hoa. Nhiều gia đình ở xã Ngọc Lâm, huyện Mỹ Hào giàu lên nhờ xuất khẩu lao động. Bài học kinh nghiệm của xã Thuần Hưng về xây dựng nông thôn mới. Xe trọng tải lớn chạy trên đường 337 làm hỏng nhà dân ở thôn Mai Viên, xã Song Mai. Gương ông Lưu Quý Đính, trưởng ban công tác mặt trận thôn Cốc Khê đi đầu trong vận động người dân làm đường giao thông nông thôn. Thưa quý vị và các bạn, Cuối giờ chiều nay, đồng chí Đỗ Tiến sĩ Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy đã tiếp và làm việc với lãnh đạo tập đoàn Viễn thông Quân đội Việt theo. Tại buổi làm việc, Đại tá Tống Viết Trung, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Việt Theo chúc mừng thành công Đại hội Đảng Bộ Tỉnh lần thứ 18, chúc mừng đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng và các đồng chí vừa được bầu vào Ban Thường vụ tỉnh ủy. Lãnh đạo Tập đoàn Việt Theo cũng thông báo với các đồng chí lãnh đạo tỉnh về một số kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn năm 2015, định hướng phát triển giai đoạn 2016-2020. Cảm ơn sự giúp đỡ quý báu của tỉnh trong những năm qua để chi nhánh Việt theo Hưng Yên luôn là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thay mặt Ban Thường vụ tỉnh ủy, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Tiến sĩ đánh giá cao hoạt động sản xuất kinh doanh của tập đoàn Viettel, đồng thời cảm ơn sự phối hợp giúp đỡ và tình cảm của tập đoàn và chi nhánh Viettel Hưng Yên dành cho tỉnh Hưng Yên trong những năm qua. Đồng chí cũng khẳng định Hưng Yên luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp trong đó có tập đoàn Viettel đầu tư và hoạt động. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Tiến sĩ cũng giới thiệu một số nét khái quát tiêu biểu về tỉnh Hưng Yên. Nhân dịp Xuân Bính Thân 2016 sắp đến, thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư tỉnh ủy chúc mừng toàn thể cán bộ nhân viên của tập đoàn có sức khỏe dồi dào, thành đạt, hạnh phúc, tiếp tục đạt được các kết quả cao trong sản xuất kinh doanh và phối hợp chặt chẽ cũng như dành tình cảm đặc biệt cho tỉnh Hưng Yên trong thời gian tới. Tiếp đó, lãnh đạo tập đoàn Viettel Hương Yên đã tặng 1.000 chiếc điện thoại di động trị giá 660 triệu đồng cho các hộ nghèo, gia đình chính sách của tỉnh. Đồng chí Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, thay mặt Đảng đoàn Mặt trận tỉnh đã nhận quà và cảm ơn sự hỗ trợ của tập đoàn Viettel cho các hộ nghèo, gia đình chính sách của tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 77-2010 NDCP của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng. Sự tại điểm cầu tỉnh ta có các đồng chí trong Ban thường vụ tỉnh ủy. Nguyễn Trí Công, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Đỗ Đình Hào, Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm năm qua, các lực lượng vũ trang trong tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Nghị định 77 và các quy chế phối hợp đã ký giữa các ngành, các đơn vị. Chủ động trao đổi thông tin, thông báo, cung cấp 5.700 lượt thông tin có liên quan đến nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc phòng. Trong đó, tập trung trao đổi thông tin, phục vụ phát hiện, bắt giữ, xử lý các đối tượng phạm tội vi phạm pháp luật và về tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy qua đó tham mưu giúp các ủy chính quyền địa phương đánh giá đúng tình hình, đưa ra các chủ trương giải pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, các lực lượng đã phối hợp điều tra 6 vụ việc liên quan đến 10 quân nhân với các hành vi giết người, cướp tài sản, đánh bạc, chống người thi hành công vụ trong công tác quản lý nhà nước về an ninh quốc gia trật tự xã hội và phòng cháy chữa cháy các lực lượng đã duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu và phối hợp tổ chức tuần tra kiểm soát qua đó phát hiện và xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm tàng trữ sử dụng vũ khí vật liệu nổ Trong những năm gần đây, xã Xuân Quan huyện Văn Giang đã có nhiều hộ gia đình chuyển đổi cây trồng có hiệu quả thấp sang trồng hoa và đã đem lại hiệu quả cao, toàn xã có nhiều hộ thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm. Đến nay toàn xã có 120 ha được chuyển đổi trồng hoa, tăng 20 ha so với năm 2014. Như hộ ông Nguyễn Văn Thơm ở thôn 3, toàn bộ 1,6 mẫu ruộng của gia đình vài năm nay đều đã được chuyển đổi sang trồng hoa cây cảnh, trong đó có một mẫu trồng hoa còn lại là cây công trình. Ông Thơm cho biết với diện tích này ông luôn luôn duy trì khoảng 2 vạn chậu với khoảng 30 chủng loại hoa khác nhau, cơ bản là các loài hoa thông thường như đèn lồng, dạ yến thảo, phong lữ, ngọc thảo, la lan đăng. Giá bán thời điểm này tương đương năm ngoái khoảng 25 đến 30.000 đồng một chậu một cây và 80.000 đồng một chảo ba cây. Tuy giá bán không cao nhưng thị trường rộng hơn nữa đối tượng phục vụ đông và bán giải đều trong năm nên hiệu quả thu được tương đối cao, trung bình từ 100 đến 120 triệu đồng một sao một năm. Còn ông Phạm Ngọc Oanh ở thôn 7 lại đầu tư trồng các loại hoa có giá trị cao hơn như lan hồ điệp, hoa hồng, hoa ly. Hiện gia đình ông có hơn một vạn giò phục vụ thị trường Tết, giá bán 100.000 đồng một giò. Cùng với đó còn một số cây kiểng như trạng nguyên, bạch mã, kim phát tài. Ngoài ra, còn rất nhiều hộ khác cũng có số lượng tương tự như hộ ông Lê Quý Đôn, Nguyễn Ngọc Hân ở thôn 1, ông Nguyễn Hải Tuyến thôn 7, Mê Mạnh Cường ở thôn 6, ông Đàm Lê Huy thôn 8 là một xã thuần nông ít nghề phụ trước đây thu nhập chủ yếu của người dân xã ngọc lâm huyện mỹ hào đều trông chờ vào mấy xào ruộng trồng lúa vất vả song cuộc sống cũng chỉ đủ ăn tuy nhiên những năm gần đây nhờ xuất khẩu lao động nhiều gia đình ở đây đã có cuộc sống khá giả và giàu có từ năm 2001 đến nay, xã Ngọc Lâm đã có trên 200 lượt người xuất khẩu lao động, hiện nay có khoảng 120 người đang làm việc tại các nước và vùng lãnh thổ như Đài Loan, Nhật Bản và Hàn Quốc với các ngành nghề chủ yếu là mộc, cơ khí điện tử, lái xe và giúp việc gia đình. Một số gia đình có cả vợ chồng và anh chị em cùng đi. Nếu như trước kia, bình quân thu nhập của mỗi một gia đình ở đây thường chỉ từ 10 đến 15 triệu đồng một năm, thì khi đi xuất khẩu lao động, thu nhập bình quân mỗi người mỗi tháng cũng bằng thu nhập một năm ở nhà. Nhờ đó, những năm gần đây, nhiều gia đình đã đầu tư xây dựng nhà cao tầng khang trang với đầy đủ tiện nghi hiện đại không chỉ vật chất giàu lên, đời sống tinh thần cũng được nâng lên rõ rệt. Trẻ em có điều kiện được học hành đến nơi đến chốn, hơn nữa, những người đi xuất khẩu lao động về đều có được một số vốn vừa lo tạo dựng kinh tế gia đình, vừa có thể giúp đỡ những người xung quanh. Với nhiều người, việc lao động ở nước ngoài giúp nâng cao tay nghề, sau khi trở về nước đã tìm được công việc với mức lương tốt ở các khu công nghiệp địa phương, trong đó có cả công việc làm phiên dịch. Thưa quý vị và các bạn, với sự nỗ lực của chính quyền và nhân dân địa phương, đặc biệt là sự chung tay đồng lòng của toàn dân. Năm 2015, xã Thuần Hưng, huyện Khói Châu đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới đợt 1. Sau khi hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, xã đã rút ra được bài học để đi đến thành công cũng như tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí. Con đường xóm 7 thôn 3 dài 300m, rộng trung bình 4m, được hoàn thành và đưa vào sử dụng từ cuối năm 2014, phục vụ nhu cầu đi lại sinh hoạt của hơn 200 khẩu trong thôn. Đường được xây dựng với kinh phí 266 triệu đồng, trong đó người dân đóng góp khoảng 130 triệu đồng. Để bà con nhân dân trong thôn hưởng ứng, bên cạnh việc quy hoạch công khai tại mỗi tuyến đường, từ cấp ủy đảng đến cấp trị ủy đều tích cực tuyên truyền đến người dân trong thôn. Kết quả, người dân 5 thôn của xã đều thực hiện tốt tiêu chí đường giao thông nông thôn ban có giao cho chi bộ chúng tôi lãnh đạo một số ngõ xóm mà theo cái tiêu chuẩn tức là được đóng góp xây dựng trung tâm thôn mới thì chúng tôi về trước tiên họp chi bộ và trong cấp ủy thống nhất đồng thuận và phân công cán bộ phụ trách từng ngõ xóm một và đi vận động từng nhà để làm sao tức là phân tích giữa cái chung tay xây dựng nông thôn mới với cái sự để đảm bảo đường đi nó thoáng sạch đẹp góp phần xây dựng quê hương à, cá nhân tôi tôi rất là phấn khởi à, làm con đường này chúng tôi góp tiền góp của góp công à cùng nhau xây dựng con đường này cho thanh quang sạch đẹp. Cánh đồng mẫu lớn chân ngô của đội 11 thôn 5 được hoàn thành vào năm 2014 với diện tích khoảng 20 ha. Thừa lớn nhất là 1,1 mẫu, thừa nhỏ nhất rộng 2,5 xào. Nhờ vào việc dồn thừa đổi ruộng thành công, bà con đã tích cực chuyển đổi cây trồng, canh tác thuận lợi và có thu nhập cao từ cây trồng. Đến nay toàn xã đã có 70% hộ chuyển đổi cây trồng, trung bình 1 hecta cho thu nhập 135 triệu đồng một năm. Theo cái sự chủ trương của Đảng và Nhà nước từ tỉnh vào huyện rót về là dồn ruộng đổi thửa thì năm nay là bà con làm man cảm thấy là xúc đất lên và làm thì đều có hiệu quả và năng suất cao. Mọi người đều cấn khởi để dồn ruộng đổi thửa xác định công tác tuyên truyền giữ vai trò quan trọng đối với việc hoàn thành 19 tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Ngay từ đầu năm, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã đã tích cực họp, triển khai đến từng thôn. Với phương châm dễ làm trước, khó làm sau và thực hiện công khai minh bạch trước dân, huy động sự vào cuộc của toàn thể nhân dân trong xã, chung sức xây dựng nông thôn mới. Nhiều tiêu chí được đánh giá cao như tiêu chí giao thông, nhà ở, dân cư, y tế. Công tác tuyên truyền vận động và cái hệ thống chính trị của địa phương phải đoàn kết chung tay để coi như thế là tuyên truyền vận động là sẽ quyết định các cái yếu tố chính nếu còn nội lực kinh tế thì báo cáo các đồng chí là nếu như chúng ta tuyên truyền tốt khai thác tốt trong nhân dân làm rõ các cái lợi ích của nhân dân rồi là công khai hóa dân chủ trong quá trình coi như bàn bạc thảo luận thì nhân dân ủng hộ cao chúng ta sẽ coi như thành công với bài học kinh nghiệm của xã Thuần Hưng sẽ là tiền đề để, để các xã còn lại trong huyện học tập và đúc rút tìm ra hướng đi mới, đi đến thành công trong việc hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Nhiều hộ dân ở hai bên đường 377, tức đường 205 cũ, thuộc địa phận thôn Mai Viên, xã Song Mai, huyện Kim Động, rất bức xúc trước tình trạng xe trọng tải lớn đi qua, gây hư hỏng nhà. Nhiều ngôi nhà bị xô mái, nứt tường, gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân. Đây là hình ảnh ngôi nhà của ông Nguyễn Thành Đô ở thôn Mai Viên, xã Song Mai, với những vết nứt dọc ngang khắp bốn góc nhà. Tình trạng nứt nhà bắt đầu xảy ra vào khoảng 2 năm trở lại đây, khi mà nhiều xe trọng tải lớn, thậm chí là xe quá tải, thường xuyên chạy qua khu vực này để đi lên đường D-195 và đi sang Khói Châu. Những vết nứt ngày càng lớn, gia đình ông nhiều lần chát lại bằng xi măng nhưng chỉ một vài tháng sau vết nứt lại lộ rõ. Cái này nó đi thì cái tiếng động nó rất lớn và độ rung rất lớn. Thế thì đi qua thì không những làm ví dụ những những cái nhà mà nó bị uh, nứt rồi là bị uh, tường thì nứt thế rồi ngói xô à, đêm nằm ngủ cũng có khi là đang ngủ cũng không yên giấc. Rất nhiều ngôi nhà nằm trên mặt đường 377 bị hư hỏng từ nhẹ đến nặng, đặc biệt là những ngôi nhà xây từ nhiều năm về trước. Tiêu biểu như gia đình ông Nguyễn Văn Hải bị sô mái, gia đình ông Nguyễn Văn Sáu, Nguyễn Văn Thiện bị nứt tường nhà. Các xe trọng tài lớn còn thường xuyên chạy với tốc độ cao, rú còi âm ý, cát bụi mù mịt, ảnh hưởng đến miếng ăn, giấc ngủ của người dân. Thưa quý vị và các bạn, đường thông hè thoáng là một trong những điều kiện cơ bản để xây dựng tuyến phố văn minh đô đồ thị, đồng thời cũng là tiêu chí để thành phố Hưng Yên được công nhận đô thị đạt loại 2. Thời gian qua, việc xử lý tình trạng người dân lấn chiếm vỉa hè lòng đường làm nơi bày bán hàng hóa, kinh doanh buôn bán trên địa bàn thành phố vẫn chưa đạt được nhiều kết quả như mong muốn và còn bộc lộ những bất cập đường Điện Biên và đường Hải Thượng Lã Nông là hai trong số những tuyến đường có mật độ người và phương tiện tham gia giao thông đông trên địa bàn thành phố. Tại đường Hải Thượng Lã Nông, đoạn trước cổng bệnh viện Đa khoa tỉnh, vỉa hè dành cho người đi bộ được thiết kế khá rộng. Tuy nhiên, hầu hết toàn bộ đã bị các hộ dân lấn chiếm để bày bán hàng hóa. Đường Điện Biên, ngay tại dưới lòng đường, thường xuyên tồn tại tình trạng người bán hàng rong ngang nhiên dừng đỗ, chào mời bán hàng một cách công khai vô tư. Đó là chưa kể tới một số quán ăn, quán nước giải khát, còn trôn cả cọc. Căng bạc, dừng lều ngay trên vỉa hè nhằm mục đích phục vụ việc kinh doanh. Đây chỉ là hai trong số không ít tuyến đường trên địa bàn thành phố xảy ra tình trạng trên. Điều này không những khiến cho vỉa hè trở nên nhếch nhác, mà ngay cả lối đi dành cho người đi bộ cũng rơi vào tình trạng có cũng như không. Tôi biết là đi bộ dưới đường là rất là nguy hiểm không và cái lý do gì mà vỉa hè có mà không có không đi. Đi bộ dưới lòng đường thì biết là nguy hiểm nhưng bởi vì là uh, vỉa hè người ta bán hàng nước rồi thì là bán các cái đồ hàng hóa này người ta bày cả ra rồi thì mình không có lối đi nữa thì phải đi dưới lòng đường biết là nguy hiểm đấy nhưng mà vẫn phải đi biết là dưới lòng đường người nguy hiểm nhưng ở trên trong trên vỉa hè không còn chỗ mặc dù thành phố và các địa phương hàng năm đều tổ chức các đợt gia quân kiểm tra nhắc nhở và xử lý các vi phạm nhằm lập lại trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị. Tuy nhiên, theo đánh giá, kết quả đạt được vẫn hạn chế. Chỉ sau đó không lâu, con nơi lại trở về trạng thái ban đầu như chưa hề có việc gì xảy ra. Thành thử người kiểm tra cứ kiểm tra, con người lấn chiếm thì vẫn vô tư lấn chiếm, chẳng khác nào với việc bắt cóc bỏ đĩa. Ngày 19 tháng 8 năm 2015, Ủy ban Thành phố đã ban hành kế hoạch số 81 về việc tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị và triển khai đến tất cả các địa bàn trên thành phố. Các xã phường, đội trật tự đô thị, công an thành phố đã vào cuộc để cơ bản người dân ta chấp hành rất tốt nhưng còn như hiện nay còn một bộ phận người dân là cũng ý thức rất là kém chưa chấp hành cái việc là trật tự đô thị cụ thể là lấn chiếm vỉa hè lòng đường ở một số điểm vẫn còn xảy ra do vậy thì ủy ban thành phố vẫn tiếp tục yêu cầu các đơn vị là phải tăng cường công tác tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm đảm bảo cho người dân chấp hành tốt cái trật tự đô thị trên địa bàn thành phố. Nguyên nhân thì đã rõ. Thiết nghĩ ngoài sự nỗ lực của các ngành chức năng, cần có sự chung tay vào cuộc tích cực của chính quyền các địa phương trong việc duy trì thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mọi người dân hiểu và thực hiện nếp sống văn minh đô đồ thị, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm. Có như vậy mới lập lại được trật tự giao thông, qua đó trả lại sự thông thoáng cho lòng đường hè phố. Sáng nay, khối thi đua các đơn vị tổ chức xã hội nghề nghiệp đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng và bình xét thi đua năm 2015. Thời gian qua, khối thi đua các đơn vị tổ chức xã hội nghề nghiệp đã thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, chính quyền các cấp, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và địa phương, đồng thời tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của đảng, nhà nước và của khối phát động trong đó chú trọng công tác tuyên truyền phát hiện và lựa chọn bồi dưỡng tập thể cá nhân điển hình tiên tiến nhằm thúc đẩy phong trào thi đua đạt hiệu quả cao. Cũng tại hội nghị, đại diện của 12 đơn vị trong khối đã bình xét các danh hiệu thi đua năm 2015 dựa trên những kết quả mục tiêu đề ra từ đầu năm với kết quả hội đông y được bầu xét nhận cờ thi đua của thủ tướng chính phủ cờ thi đua ủy ban nhân dân tỉnh cho đơn vị hội nhà báo bằng khen của ủy ban nhân dân tỉnh cho ba đơn vị gồm hội nạn nhân chất độc da cam dioxin hiệp hội doanh nghiệp và hội cựu thanh niên sung phong Sáng ngày 4 tháng 1, huyện Khói Châu tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân số kế hoạch hóa gia đình và gặp mặt biểu dương các gia đình sinh con một bề là gái, chăm ngoan học giỏi tiêu biểu năm 2015 trong năm qua, tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên của huyện giảm còn 0,9%, tại hội nghị đã có một tập thể và năm cá nhân có thành tích trong công tác dân số năm 2015 được Sở Y tế biểu dương khen thưởng, 25 gia đình có thành tích xuất sắc trong hoạt động gia đình sinh con một bề là gái chăm ngoan học giỏi tiêu biểu được huyện biểu dương khen thưởng, năm tập thể và năm cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác dân số cơ sở được tặng giấy khen. Thưa quý vị và các bạn Thiếu thốn tình cảm của bố mẹ từ thuở mới lật lòng, sống với ông bà già yếu, gia đình thuộc hộ nghèo của xã, nhưng hai chị em Nguyễn Thị Bích Ngọc và Nguyễn Thị Vân Anh ở thôn Bình Hồ, xã Quảng Lãng, huyện ân Thi đã luôn nỗ lực chăm ngoan học tốt, liên tục là học sinh giỏi cấp huyện nhiều năm liền. Đã hơn 8 năm qua, kể từ ngày đầu tiên đi học, con đường đến trường và về nhà của hai chị em Ngọc không có sự đưa đón của cha mẹ như bao em học sinh khác mẹ các em đã bỏ đi từ khi vân anh còn đang bú mớm bố cũng đi làm ăn xa nhiều năm không về hai em sống với ông bà nội đã già yếu từ tấm bé cả gia đình sống dựa vào hơn một triệu tiền trợ cấp của ông nội và sự đùm bọc của họ hàng làng xóm hiểu rõ được sự vất vả của ông bà nhận thức được hoàn cảnh của mình các em luôn nỗ lực để học tập thật tốt sau những giờ học ở trường, Ngọc biết mình là lớn, là chỗ dựa cho em, nên luôn tìm tòi học hỏi qua thầy cô bạn bè, các anh chị để giảng bài cho em. Góc buồng nhỏ như một lớp học thứ hai của hai chị em Ngọc. Lấy điểm đây sao cho đây vuông góc Cháu đi học về thì cũng giúp đỡ bà tôi thì chân đau tay yếu thì cũng giúp đỡ bà cơm nước rồi dọn dẹp nhà rồi chị em bảo nhau học hành. Chứ các cháu nó cũng được hai chị em dạy nhau bảo nhau học hành. Với những nỗ lực vượt qua cả sự thiếu thốn về vật chất và tinh thần, Bích Ngọc là học sinh giỏi cấp huyện môn toán suốt những năm học qua, còn Vân Anh là học sinh giỏi cấp huyện môn tiếng Anh em là lên đội trưởng, còn chị là liên đội phó, rất gương mẫu trong mọi hoạt động của nhà trường. Thì đối với hai em, đây là một, hai em thuộc diện khó khăn của, của, của xã, thuộc gia đình khó khăn của xã. Tuy nhiên thì khó khăn ngoài về khó khăn về vật chất và khó khăn về cả cái tinh thần. Tuy nhiên thì hai em, hai chị em rất cố gắng trong học tập và nhìn chung là cái kết quả đạt được đến thời điểm này thì đánh giá là là cái gương sáng cho các em học các bạn khác nói theo. Con đường đến trường phía trước dẫu còn nhiều khó khăn vất vả, nhưng hai chị em Ngọc luôn mang trong mình nghị lực rất đáng khâm phục để thực hiện những ước mơ hoài bão cho tương lai. Sau này em muốn học thần giỏi để có thể thi vào trường học viện tài chính, để có thể phụ trở thành một doanh nhân phụ giúp ông bà và nuôi em học tiếp, nâng cao hơn. Người dân thôn Cốc Khê, xã Phạm Ngu Lão, huyện Kim Động, được đi trên những con đường bê tông to đẹp ngày hôm nay, đều thán phục trước sự nhiệt tình tận tụy của người trưởng ban công tác mặt trận thôn Lưu Quý Đính. Suốt 25 năm qua, ông đi đầu vận động xây dựng hầu hết các con đường thôn xóm, giúp làng quê khang trang đổi mới. Năm 1990, sau những năm tháng công tác tại Thái Nguyên, ông Đính trở về tham gia các phong trào ở địa phương. Ông có 5 năm làm bí thư chi bộ thôn và 20 năm làm trưởng ban công tác mặt trận thôn Cốc Khê. Tâm nguyện lớn nhất của ông là kiến thiết đường làng ngõ xóm để nhân dân đi lại được thuận tiện. Suốt 25 năm qua, ông đã vận động người dân làm toàn bộ đường làng ngõ xóm trên 7 km với kinh phí huy động được 1 tỷ đồng. Thôn Cốc Khê trở thành một trong những địa phương bê tông hóa 100% đường làng ngõ xóm sớm nhất của huyện. Ông cũng có nhiều cách làm hay để vận động nhân dân đóng góp tiền của và công sức. Nhờ vậy, chủ trương xây dựng những con đường đều được nhân dân đồng thuận cao và tiến hành thuận lợi. Trong quá trình vận động thì phải kiên trì, bền bỉ, không được nôn nóng, không được cao gắt đối với dân. Trong đảng thì phải làm đảng viên trước, quần chúng sau. Nhưng mà riêng đối với nhân dân thì làm những người khó vận động trước, người dễ vận động sau để tạo lên các đoàn bẩy. Ở tuổi gần 80, cái tuổi xưa nay hiếm, ông Đính vẫn là người đi đầu dẫn dắt mặt trận thôn và là hạt nhân đoàn kết trong mọi phong trào. Ông đã vận động mỗi hộ gia đình đóng góp 200.000 đồng một xào để làm được ba con đường ra đồng với chiều dài gần 1.500 mét. Trong đó có những cá nhân được ông vận động đã tự nguyện đóng góp 50 triệu đồng, như gia đình ông Vũ Văn Khuynh, Vũ Văn Đồng, Vũ Văn Nhật. Ờ, ông Lưu Đính thì ông rất là gương mẫu trong mọi công việc cũng như tham gia rất nhiệt tình những cái công việc của thôn thể hiện rõ được cái cái vai trò cái phẩm chất và cái đạo đức đối với các phong trào của thôn. Với những đóng góp của mình, năm 2013, ông đã nhận được kỷ niệm trương của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác mặt trận và nhiều giấy khen của Ủy ban nhân dân huyện Kim Động. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình thời sự ngày mai thứ 6, ngày 8 tháng 1 của Đài Phát thanh truyền hình Hưng Yên, ngoài các tin tức thời sự diễn ra trong ngày trên địa bàn tỉnh, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Thực trạng học sinh đi xe đạp điện không được mua bảo hiểm trên địa bàn huyện Kim động, Văn Giang khó khăn trong việc vận chuyển xử lý rác thải sinh hoạt, Trường Trung học Cơ sở Đặng Lễ để mạnh phong trào thi đua dạy tốt học tốt. Kính mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.